anh stress. Cái anh stress á là cái anh nó thuộc nguyên nghệ. Tại sao nó khó trị như tôi nói đó, cái gì sinh ra trước thì cái đó chết trước, đó là quy luật của tử sanh. Mà cái gì trong cơ thể của chúng ta sinh ra trước? Đậu. No way. Cái thận sinh ra trước. Từ cái thận á, nó biến dần dần, nó nở ra, nó mới là thay đổi, nó mới thành cái nào. Bị cha ta từ tinh cha đi ra, là từ cái hệ thống DNA đó, là cái sức thân của thân ta là cái kẻ của quả thận. Cho nên tạng thận là tạng đầu tiên được lập trong bụng mẹ. Cho nên ta ở trong em bé, ta là em bé, ta nhỏ nhất là ta giống hạt đậu. Ta lớn dần ta mới giống cái lò tai. Và chính là quả thận. Cho nên bệnh xét là từ cái thận trước. Không giải quyết cái thận là vô phương. Do vậy cho nên làm sao thì làm, cố gắng tập cái bài rùa đáng ngóc đầu là nó dưỡng cái thận. Thứ hai tập mà ngủ được á, ăn ngon và ngủ được là cái thần nó vững, cái gan nó mạnh. Có thể tập thêm cho nó mềm dẻo, cái nếu có xiêm cái áo nó tập thêm cái dịch canh kinh. Thì hai cái đó nó kết hợp, nó chống stress. Rồi cái thứ ba là ta muốn giải quyết cái sự stress á, thì ta phải làm thêm cho nó là ta phải biết buông bỏ. Ở trên đời đó học ôm vô là khó, nhưng mà học bỏ xuống càng khó hơn. Tôi không biết nói vậy đúng không?